Tối ngày 20 tháng 9, tại tòa nhà IMC, quận 1, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc cùng ekip đã ra mắt sân khấu Thiên Đăng và công diễn với nhạc kịch Giáng Hương, kịch bản Nam Châu, đạo diễn Thành Lộc. Tác phẩm được sân khấu Thiên Đăng chọn dàn dựng để tôn vinh và tri ân vở sân khấu Về Khuya của soạn giả Nam Châu, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thành Châu. Vở nhạc kịch Giáng Hương có sự tham gia biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, nghệ sĩ Hoàng Trinh, Hương Giang, diễn viên Lê Khánh, Vân Trang, Tuấn Khải, John Nguyễn. Vở nhạc kịch xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của cô đào hát Giáng Hương do diễn viên Lê Khánh thủ vai, vợ nhà viết kịch Lĩnh Nam. Nhà viết kịch Lĩnh Nam do nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc thủ vai. Cuối buổi công diễn vở nhạc kịch Giáng Hương, sân khấu Thiên Đăng cũng giới thiệu nhóm bạn trẻ Impact Theater Sài Gòn chuyên biểu diễn những trích đoạn nhạc kịch Broadway nổi tiếng như Bóng Ma Trong Nhà Hát, Chicago, Mamma Mia, La La Land, Les Miserables, Dream Girl, Tích Tích Bom, sẽ là đội ngũ trẻ hợp tác cùng sân khấu trong nhiều buổi biểu diễn sắp tới.